Trung Quốc dùng camera AI để bêu tên người vi phạm giao thông lên màn hình LED. Với hơn 12 triệu dân, Thâm Quyến là một trong những thành phố có mật độ phương tiện lưu thông dày đặc nhất Trung Quốc. Việc quản lý, điều phối giao thông chưa bao giờ là điều dễ dàng ở thành phố có tới hàng trăm nghìn phương tiện này. Tuy nhiên, gánh nặng với lực lượng cảnh sát giao thông Thâm Quyến được san sẻ đáng kể sau khi thành phố này bắt đầu sử dụng hệ thống camera trí tuệ nhân tạo AI của Interlivision, một công ty công nghệ khởi nghiệp địa phương hệ thống camera của Intellivision được lắp đặt hầu khắp các con phố lớn, nhỏ. Mỗi camera có độ phân giải 7 triệu pixel sẽ ghi lại tất cả các hành vi tham gia giao thông của người dân. Khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ truy theo biển số và khuôn mặt của chủ phương tiện, sau đó hiển thị tên, gương mặt cũng như một vài thông tin cá nhân cơ bản của người này trên màn hình LED gần nhất. Công nghệ này bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2017, theo cảnh sát thâm quyến, 10 tháng kể từ khi hệ thống của Intellivision được áp dụng đã có 13.930 trường hợp vi phạm bị bêu tên trên màn hình LED tại một ngã tư đông đúc ở huyện Phúc Điền. Fusion đang lên kế hoạch kết hợp cùng nhiều gã công nghệ khổng lồ ở Trung Quốc và các nhà khai thác mạng viễn thông để giới thiệu hệ thống gửi tin nhắn trực tiếp tới cá nhân vi phạm thông qua các ứng dụng điện thoại như WeChat. Tuy nhiên, hiện tại, hệ thống này vẫn chưa được triển khai tại thâm quyến. Trung Quốc hiện đã vượt Anh trở thành quốc gia sở hữu số lượng camera giám sát nhiều nhất trên thế giới với 200 triệu chiếc để giám sát 1,4 tỷ dân tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Chính quyền các địa phương khác cũng đang đầu tư mạnh tay để mở rộng hệ thống camera nhằm tăng cường an ninh công cộng, một thành phố ở tỉnh Giang Tô thậm chí còn tự hào tuyên bố số camera mà họ lắp đặt phủ sóng toàn thành phố và không có điểm mù. Song Hy, nguồn SCMP